kênh của Điệp Vlog xin gửi lời chào cô chú anh chị các bạn luôn nha. Điệp phương điện xin gửi gửi lời chào các anh em đồng nghiệp và fan của Điệp luôn nha. Thì Điệp đi theo nguồn mặt một bông nhãn, hai bông dừa, ba bông bông tràm nha cả nhà, mới được hiệu quả trở thành tích cao nha. Đây bông tràm nó đang nở nè cả nhà đó mà có ông gừng nó lại đi luôn nè nha cả nhà đó, nó lại nó bay nó hút mặt quá trời luôn nha cả nhà ơi. Đó, bông tràm đang nở bên kia đỏ trắng hết trơn kìa đó cả nhà, thấy không đó. Điệp thấy ở đây ông gừng nó cũng nhiều lắm, nó cũng đang hút mặt nè cả nhà đó. Đó, nó bay đó. Thôi giờ tới khi nào Điệp gặp mấy ổ ông rồi tối ông thì Điệp quay cho cả nhà xem nha. Điệp trong là phải nó có được hàng khủng nha. Đây nè, ông gừng nó đang hút mặt nè cả nhà đó. Cả nhà thấy không đó, ông gừng đó nó đang hút mặt quá trời đi luôn đó nghe cả nhà nè. Nè có ông gừng nè cả nhà đó. Nhiều lắm nghe cả nhà. Thôi giờ Điệp up video nha, Điệp đi tìm tổ ong này đây, quá trời luôn nè cả nhà nè. Đó, ông gừng nó cà đu nó hút mặt đó nghe cả nhà. Quá trời luôn rồi nè, nó trốn hút mặt rồi nè. Thì hôm nay Điệp vẫn đi lấy mặt ông gừng tiếp tục cả nhà ơi, mà Điệp phát hiện ở trên cái cốc này cái nhánh quá xa, cỡ khoảng ra ngoài khoảng 3 mét mấy, gần 4 mét, tôi nóng bịt miệng ngoài kìa đó, mà không có ai lấy được hết nên người ta bỏ ra đó nghe cả nhà. Mấy anh kia mà anh thấy được là anh lấy rồi, tại vì cái cây nó nhỏ quá ra ngoài nguy hiểm quá nên Điệp mạo hiểm một lần nghe cả nhà, mong cả nhà thương xót Điệp, ủng hộ cho Điệp nha, mình mạnh nghe cả nhà đó. Có người bắt rồi nè cả nhà ơi, đốt cho nè nè. Có người ta nói chuyện bệnh đó nghe cả nhà. Thank you.